Đây là buổi phát thanh tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Dự án BMGP-VN góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138/TTG-HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do tổ chức phi chính phủ nước ngoài BN Medical Desk tài trợ. Do dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan phát triển triển khai tại 400 điểm tại thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, 1.000 bưu điện văn hóa xã và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ năm 2011 đến 2020.